Giỏi quá ha, lau sạch chưa con? Dạ cũng sạch sạch xíu rồi nội. Giỏi quá à. Nè bữa nay á lau sạch sẽ nhà xong ha, cái con xuống sao con rửa chén giùm nội ha. Con nữa nội. Chứ gì cũng con thì ai. Xong á chưa hết việc đâu nghe. Con lại cái máy giặt á, con lấy đồ nội giặt xong rồi con lên sân thượng con phơi giùm với nội nha ha. Con nữa hả? Con đang bệnh mà nội. Con mà bệnh cái gì, tối ngày con là bộ con bệnh đâu mà. Bà nội biết con khỏe, có sức khỏe cho nên mới tối ngày mới rủ tao đi đánh lộn đó. Con nội, con bệnh thiệt á. Bây giờ nè, không lẽ nhà đi trơn trọi rồi đó, rồi có mình bà nội với con. Bây giờ không lẽ bà nội làm rồi con ngồi con chơi được không? Dạ được. Làm đi. Nhưng mà sao nữa nội, con làm xong nội cho con ly nước cam nha. Làm tốt công chuyện á thì nội thưởng cho ly nước cam, còn làm mà xạo xạo nha, nước cam cũng không có mà uống nè con. Chán.